Cái này đâu phải của Tâm Anh đâu đúng không? À... Vậy chứ của ai vậy chị? Là... của... Của ai vậy? Một người có ơn với tôi. Bỏ ngựa đi về nha. Dạ. Ghê. Đi lắm, đi lắm. Yeah. Già như trái dâu tây rồi mà còn chỉ chờ cưỡi ngựa nữa. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Sao mày đi gần tao quá vậy? Thì đâu có sao đâu, nhưng mà người ngoài nhìn vô tưởng tao đi chung với mày á. Ừ, thì đúng là đi chung mà, ai để ý đâu, bạn nói chi cho mệt vậy? Đáng ghét, hôm nay còn dám trả chiều tao nữa. Ủa, Sicilian. Cảm ơn. Yeah. Ủa, con mới đi học về hả? Dạ, đúng rồi. Ủa, con chú đi đâu vậy? Ừ, chú đi lòng vòng thôi. À nè, con muốn cưỡi ngựa về nhà không? Dạ muốn. Đi, lên. Ê. Ê. Ôi mẹ ơi. Rồi, cưỡi ngựa đi về nha. Dạ. Ghê. Đi thôi, cà lập, cà lập. Yeah, cà lập. Già như trái dâu tây rồi mà còn chỉ chờ cưỡi ngựa nữa. Lam Chi ơi, mình làm xong rồi nè. Bạn chép liệu rồi còn đưa cho mình đó nha. Thôi khỏi đi, tao không thèm đâu. Bạn học đó hả? Bộ đuôi sao không thấy? Tao đang học bài. Lần đầu tiên hả bạn học đó nha, lạ ghê. Tao nói cho mày biết nha, tao mà chịu học á là tao dở hơn mày gấp trăm ngàn lần luôn. Ngồi thẳng vậy làm bài. Hãy đợi đấy, tao sẽ cưỡi được mày. Lam Chi, em nhìn gì vậy? Tập trung làm bài đi. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, ba! Cái con nhỏ này sao mà mang về vô nha? Con được 10 điểm nè. Cái gì? Hả? Con được 10 điểm thiệt mà. Trời ơi, 10 điểm thiệt. Ba đi nhà con giỏi quá Lam Chi ơi. Giỏi quá trời ơi. Điểm 10 đầu đời của con. Con được 10 điểm rồi. Yeah, xin được cưỡi ngựa. Ờ, đúng rồi, 10 điểm rồi, cưỡi ngựa. Chị nhớ học bài cho kỹ nha. Ừ. Bye bye chị. Ý, hello Lam Chi. Ủa,
Ủa, em còn bị táo bón nữa hả? Sao mặt căng với hình sự quá vậy ta? Cái gì? Mặt này căng hơn nữa nè. Có nói gì? Ý thì nói em còn bị táo bón hay sao mặt căng quá vậy? Thế đi như xin thôi, vậy lại bị táo bón. Bạn lớn mà nói chuyện kỳ vậy? Ý bạn nói là người nó phân không hả? Đâu có. Bạn đến coi lại mình đi. Bạn đi về đi. Không sao vậy? Nhưng bạn muốn táo bón luôn á. Chị ơi. Hả? Xin lỗi, em giỡn mà. Con sao Tâm Ý? Dạ con không sao. Còn nguyên nữa, lần sau phải cẩn thận chứ. Con trai dòng giỡn kỳ. Dạ. Chị có sao không? Em xin lỗi chị nha. Giỡn gì kỳ vậy? Ủa chị giận hả? Không có gì. Em giỡn chi không biết. Này, cái này đâu phải của Tâm Anh đâu đúng không? À, vậy chứ của ai vậy chị? Là của... Của ai vậy? Một người có ơn với tôi. Con làm gì vậy? Ủa dạ cậu. Đồ dơ mà con thích hửi nữa hả? Thằng này. Ờ cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi. Cái cái áo này là chị Tâm Ý Mai hả cậu? Ờ đúng rồi. Sao chị Mai tặng cậu vậy cậu? À, cái này là bé Tâm Ý cảm ơn vì cậu đóng tiền thoại cho bé mà. Alo. Ờ. Buồn lắm đó. Thiệt không? Ừ. Anh buồn vậy nè. Vậy đó, ảnh buồn lắm luôn á. Buồn lắm lắm luôn hả? Ừ ừ. Vô đi. À, cậu ăn chút gì nha. Thôi tôi không ăn đâu. À, không biết là lát nữa mình có học toán không ta? Để sau đi. Ừ, à, vậy thôi, cậu uống nước chanh nha.